đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn bởi kênh YouTube Báo VietnamNet. Sau đây là những thông tin chính. Tại cuộc gặp cấp cao thường niên năm nay của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì, tổ chức ở thủ đô Washington, Mỹ, NATO vừa kỷ niệm 75 năm thành lập, vừa phải đưa ra những quyết định với mục đích phòng xa cho thời kỳ tới. Nội dung nổi bật trong chương trình nghị sự lần này là chiến sự giữa Nga và Ukraine. Liên quan trực tiếp đến cuộc chiến này là toàn bộ mối quan hệ của NATO, Liên minh châu Âu EU và khối phương Tây với Nga, là chính sách và chiến lược của họ đối với Trung Quốc. Cụ thể và trước mắt thì như thế, trong khi sâu xa hơn và lâu dài hơn là chuyện trật tự chính trị an ninh thế giới, là hòa bình, an ninh và ổn định ở châu Âu sau cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, sự kiện lớn và có ý nghĩa quan trọng sống còn này đối với hiện tại và tương lai của NATO lại bị phủ bóng bởi hai con người cụ thể. Sự phủ bóng này chi phối ở mức độ quyết định diễn biến và kết quả cuộc gặp cấp cao năm nay của NATO. Một người là ông Joe Biden và người kia là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ đầu nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của mình đến nay, ông Joe Biden nỗ lực đề cao vai trò của Mỹ, chứng tỏ Mỹ là chỗ dựa tin cậy và vững chắc cho NATO, giúp NATO hồi sinh, đoàn kết thống nhất nội bộ và mạnh trở lại ở châu Âu. Nhưng câu hỏi lớn hiện được đặt ra ở Mỹ và vẫn chưa có được câu trả lời là liệu ông Joe Biden có thể đánh bại ông Donald Trump một lần nữa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần tới hay không? NATO ý thức được rằng tương lai của NATO phụ thuộc rất nhiều, nếu như không muốn nói phụ thuộc ở mức độ rất quyết định vào câu trả lời cho những câu hỏi trên. Với những quan điểm chính sách đã được triển khai thực hiện khi làm Tổng thống và như vẫn được biểu lộ trong vận động tranh cử, ông Donald Trump có quan điểm trái ngược với ông Joe Biden về cách thức vận hành của NATO và do vậy khiến NATO hiện nay quan ngại sâu sắc. Do triển vọng ông Donald Trump đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới ở nước Mỹ hiện trở nên ngày càng thực tế, nên NATO buộc phải phòng xa và phải tận dụng cuộc gặp cấp cao năm nay của NATO để đưa ra những quyết sách theo phương châm tạo dựng những sự đã rồi. Qua đó làm cho ông Donald Trump nếu được trở lại cầm quyền ở nước Mỹ và dẫu có muốn thì cũng không thể đảo ngược. Những nội dung chính trong bản tuyên bố chung được NATO công bố sau khi cuộc gặp cấp cao kết thúc đều toát lên tinh thần và bộc lộ cách tiếp cận này. NATO cam kết viện trợ 43 tỷ USD cho Ukraine. Ukraine được hứa hẹn chắc chắn tương lai trong NATO, được cam kết cung cấp thêm nhiều hệ thống phòng không hiện đại, nhận máy bay tiêm kích F-16. NATO sẽ xây dựng những trung tâm điều phối viện trợ và huấn luyện cho quân đội Ukraine. Mỹ lại triển khai tên lửa tầm xa ở châu Âu. NATO tiếp tục đưa Nga và Trung Quốc vào tầm ngắm, cụ thể hóa thêm chiến lược đối phó với hai nước này về lâu dài. Tất cả cho thấy, NATO chủ trương tiếp tục cuộc chiến tranh ở Ukraine và đối địch với Nga, Trung Quốc, chứ không có ý tìm kiếm giải pháp chính trị hòa bình. Với những quyết sách nói trên, NATO đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản ông Joe Biden ngừng vận động tranh cử và cho tất cả kịch bản ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi nhầm nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky là Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một sự kiện của Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington. Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Biden nói khi giới thiệu Tổng thống Ukraine Zelensky lên bục phát biểu. Và bây giờ tôi muốn trao thỏa thuận này cho Tổng thống Ukraine, người có lòng dũng cảm và ý chí quyết tâm. Thưa quý vị, Tổng thống Putin. Ngay sau đó, ông Biden đã đính chính và nói do mình quá tập trung vào việc đánh bại ông Putin. Các nhà lãnh đạo NATO có mặt tại sự kiện đã tỏ ra bối rối trước sự nhầm lẫn của ông Biden, do đó hầu hết họ không vỗ tay sau lời phát biểu của Tổng thống Mỹ. Một phóng viên báo chí Nhà Trắng có mặt trong phòng cho biết khán giả đã há hốc miệng trước sai lầm của Tổng thống Biden. Vụ việc xảy ra giữa lúc ông Biden đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội trong chiến dịch tái tranh cử liên quan tới những lo ngại về sức khỏe và khả năng phục vụ thêm 4 năm nữa tại Nhà Trắng. Ông Biden hiện 81 tuổi và là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nếu tái đắc cử, ông sẽ 86 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai. Sau cuộc tranh luận với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump vào tháng 6 mà ông Biden thừa nhận là đêm tồi tệ, càng nhiều nghị sĩ Đảng Dân Chủ kêu gọi ông Biden rút lui khỏi cuộc đua tổng thống. Theo Guardian, trong ngày 11 tháng 7, phát ngôn viên phái bộ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu EU đã lên tiếng chỉ trích dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Phía Trung Quốc cho rằng những đoạn đề cập đến vai trò của Bắc Kinh trong cuộc xung đột Ukraine là khiêu khích và không đúng sự thực. Cụ thể, phát ngôn viên phái bộ Trung Quốc nói, mọi người đều biết Trung Quốc không phải là bên gây ra tình trạng khủng hoảng ở Ukraine.
Tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington mang đầy tư tưởng chiến tranh lạnh với giọng điệu gây hấn. Những nội dung liên quan đến Trung Quốc đều không chính xác và mang tính kích động. Phái bộ Trung Quốc khẳng định rằng quan điểm của Bắc Kinh về vấn đề Ukraine vẫn luôn là thúc đẩy đàm phán hòa bình. Chúng tôi không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào. Chúng tôi muốn thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và tìm kiếm giải pháp chính trị, phía Trung Quốc cho biết. Trước đó, bản dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh NATO đã bày tỏ sự quan ngại về mối quan hệ không giới hạn giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh trở thành bên hỗ trợ mang tính quyết định đối với Moscow trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Bên cạnh đó, tuyên bố chung của NATO cũng cho rằng Trung Quốc đang tạo ra những thách thức mang tính hệ thống đối với an ninh châu Âu, Đại Tây Dương, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng. Theo hãng tin RT, phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng NATO được tổ chức bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington, Mỹ hôm ngày 9 tháng 7, bà Hicks đã ca ngợi việc các nước thành viên NATO tăng ngân sách quân sự kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ vào năm 2014 và đặc biệt là sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022. Theo bà, trong thập kỷ qua, mức tăng chi tiêu quốc phòng trung bình hàng năm là 72%, được điều chỉnh theo lạm phát. Cũng theo bà, các nhà sản xuất vũ khí phương Tây có năng lực không để chỉ cạnh tranh mà còn vượt trội và chiếm ưu thế trước Nga và các quốc gia mà Mỹ coi là đối thủ, bao gồm Trung Quốc, Triều Tiên và Iran. Điều đó bao gồm việc đảm bảo chúng ta chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến sự kéo dài, điều mà mọi đồng minh đều cần phải chuẩn bị mà không chỉ ở châu Âu. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo, bà cho biết việc phát triển cơ sở sản xuất ở cả hai bờ Đại Tây Dương theo cách kết hợp sự khéo léo của thời đại thông tin và năng lực của thời đại công nghiệp sẽ mang lại lợi ích cho các đồng minh của Mỹ ở Thái Bình Dương như Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bà Hicks cũng nhấn mạnh, Lầu Năm Góc đang tìm cách trở thành một khách hàng tốt hơn bằng cách hợp lý hóa các quy trình nội bộ, cung cấp những khoản đầu tư có mục tiêu vào lĩnh vực quốc phòng và cung cấp dịch vụ an ninh cho các doanh nghiệp vũ khí. Lâu nay, giới chức Nga cho rằng NATO là một công cụ cho tham vọng địa chính trị của Mỹ và là cách để đảm bảo thị trường lâu dài cho vũ khí Mỹ ở châu Âu. Theo Moscow, cam kết của Washington về việc Ukraine cuối cùng sẽ gia nhập NATO cùng với sự hiện diện ngày càng lớn của NATO ở Ukraine kể từ năm 2014 là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới xung đột ở Ukraine. Bắc Kinh cũng cáo buộc Mỹ mắc kẹt trong tâm lý chiến tranh lạnh và chơi trò chơi có tổng bằng không với các quốc gia không phải phương Tây, bao gồm Trung Quốc. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cho dù Mỹ và các nước phương Tây cung cấp cho Kiev bao nhiêu vũ khí, thì như vậy cũng sẽ không đủ để chống lại Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine đang có chuyến thăm Mỹ trong bối cảnh lãnh đạo các nước NATO tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Washington DC trong một sự kiện tại Viện Ronald Reagan cùng Thượng nghị sĩ Mỹ Mitch McConnell. Ông Zelensky kêu gọi cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Ông tuyên bố Ukraine quyết tâm chống lại Nga, nhưng cũng nhấn mạnh sự chênh lệch về sức mạnh quân sự giữa hai bên trong cuộc xung đột này. Như vậy vẫn chưa đủ, không bao giờ là đủ, ông nói. Đề cập đến 5 hệ thống tên lửa Patriot mà Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ cung cấp thêm cho Ukraine. Khi được hỏi về số phận của 31 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams do Mỹ cung cấp năm 2023, ông Zelensky cho biết con số này quá ít để thay đổi tình hình trên chiến trường. Ông cũng nói rằng số lượng máy bay chiến đấu F-16 mà các nước phương Tây cam kết cung cấp cho Ukraine cũng không đủ. Nga sử dụng khoảng 300 máy bay trong cuộc xung đột hiện nay, trong khi Kiev sẽ chỉ có thể triển khai 10-20 chiếc F-16 trong thời gian tới. Ngay cả khi chúng tôi có 50 chiếc thì cũng chưa thấm vào đâu. Họ có tới 300 máy bay, ông Zelensky nói. Theo ông, Kiev hiện đang ở thế phòng thủ và sẽ cần 128 chiếc F-16 để ngang bằng với Nga. Ông Zelensky cũng kêu gọi Mỹ dỡ bỏ mọi hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí viện trợ để chống lại các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga và cung cấp cho Kiev vũ khí tấn công tầm xa tốt hơn. Hồi cuối tháng 5, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thay đổi chính sách và cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự nằm trên lãnh thổ Nga, nhưng vẫn chưa cho phép Kiev tiến hành các cuộc tấn công tầm xa.